chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tối nay thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2023 sẽ có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận kết quả 3 năm thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế số Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu Đông Nam Á. Ấn tượng liên hoan ảo thuật toàn quốc lần thứ tư năm 2023. Trong phiên làm việc sáng nay, tại hội trường với 94,33% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật đường bộ, tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Quốc hội cũng thảo luận tại tổ về các dự án luật nghị quyết này. Thảo luận tại tổ, nhiều ý kiến cho rằng cần thiết sớm ban hành nghị quyết sẽ thể hiện rõ quyết